Tại vì sao mới gặp em lần đầu mà anh lại mê em đến thế? Tại vì sao nghĩ về em tận lâu, không phải cũ nhưng cũng mê. Anh muốn vũ trụ đều nghe, muốn đón đưa một người về, cứ giống như là một giấc mơ vừa mới toáng qua. Tại vì sao mới gặp em lần đầu mà anh lại mê em đến nỗi, ngồi đọc tin nhắn một thôi một hồi, hay là đã yêu mất rồi? Ngồi cứ nghĩ suy làm gì, tìm đến đi đừng lãng phí. Tại vì sao không phải gu những nghĩ mãi, chẳng nhiều điều ước muốn em mơ thật gần bên anh. Chẳng hiểu tại sao trái tim lại đập nhanh quá nhanh, từng khoảnh khắc khiến tim rung động. Có yêu hay không cũng chẳng biết, không phải gu nhưng cũng mê. Chỉ mình nhau em đã muốn có thêm một lần sau để nói với anh lời em vẫn giữ riêng cho mình. Đến khi ta đi gần bên, em chỉ muốn anh mơ.